Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi là bộ sách diễn ca toán học của cựu chiến binh thầy giáo Nguyễn Thành Huy và con trai ông là Nguyễn Thành Vân. Hai cha con ông đã dành rất nhiều tâm huyết, công sức cũng như thời gian của mình để có thể truyền tải được phần lớn lượng kiến thức trong chương trình phổ thông sang thể loại văn vần, nhằm giúp cho học sinh vừa dễ thuộc, dễ nhớ, in sâu vào tâm trí học sinh những chân lý toán học. Sau ngày đất nước thống nhất, người cựu chiến binh Nguyễn Thành Huy trở về quê hương học tập và lao động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Hưởng ứng chủ trương xã hội hóa của ngành giáo dục, ông đã về mở lớp dạy học tại nhà. Bằng kinh nghiệm bản thân và qua thực tế dạy học, ông nhận thấy rằng những kiến thức được truyền tải dưới dạng văn vần sẽ giúp trẻ hào hứng, say mê và dễ nhớ hơn. Vì thế, với tâm hồn nghệ sĩ, tấm lòng yêu trẻ và niềm say mê sáng tạo, người cựu chiến binh Nguyễn Thành Huy đã góp nhặt một ít trong dân gian và đầu tư sáng tác, truyền tải phần lớn những kiến thức toán học cơ bản từ tiểu học đến trung học cơ sở sang thể văn vần. Mất hàng chục năm trời với sự giúp sức của con trai là Nguyễn Thành Vân, ông Nguyễn Thành Huy đã kết hợp một cách hài hòa giữa tri thức cơ bản của bộ môn toán học với các làn điệu dân ca, các khúc đồng dao, viết nên bộ toán học diễn ca dễ thuộc, dễ nhớ. Bộ sách hàm chứa hầu hết những kiến thức cơ bản nhất trong chương trình toán học từ lớp 1 đến lớp 10, bao gồm số học diễn ca, đại số diễn ca và hình học diễn ca. Những kiến thức này đều bám sát chương trình trong sách giáo khoa, phù hợp với khả năng tư duy và tầm đón nhận của trẻ.